nói mình khiến người khác thất vọng. Những lời như vậy sao có thể tùy tiện nói ra chứ, đúng không nào? Cứu tôi với, cứu! Thầy Hướng, An Kỳ bị rơi xuống nước rồi. Thầy Hướng, An Kỳ bị rơi xuống nước rồi. Hoa Anh nội trú, có phải anh ấy đã ra rồi không? Chưa đâu, chưa đâu, cậu nhìn đi. Nhanh 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 nhanh. Xin hỏi sau khi rơi xuống nước hướng đông nam thế nào rồi? Bác sĩ nói thế nào? Có thể cho chúng tôi biết được không? Tình hình rất nghiêm trọng sao? Cảm ơn các vị phóng viên đã quan tâm. Anh hướng đông nam hiện tạm thời không tiếp nhận phỏng vấn. Mời các vị về cho. Có bất kỳ tiến triển nào, tôi sẽ thông báo cho mọi người ngay lập tức. Chúng ta phải tin tưởng bác sĩ, tin tưởng ý chí của anh hướng đông nam. Càng phải tin tưởng, người tốt thì sẽ được đền đáp. Xin lỗi, chúng tôi đã cố gắng hết sức rồi. Các bạn nghe đài thân mến, chúng tôi phát xen vào một tin khẩn cấp. Hướng Đông Nam, ca sĩ giải nghệ, từng sáng tác ca khúc Vàng Cỏ Cây Đều Thú Vị bởi vì cứu học sinh bị đuối nước mà hôn mê bất tỉnh. Lúc này đang được cấp cứu tại bệnh viện. Hướng Đông Nam từng là một ca sĩ gây nhiều tranh cãi. Hiện nay lãng tử quay đầu quay lại với công việc, trở thành một người giáo viên giàu trách nhiệm. Tại đây sẽ phát bài Cỏ Cây Đều Thú Vị cho các bạn nghe đài, để cầu cho Hướng Đông Nam bình an. Ca tử đừng khóc nữa, hôn mê mà thôi sẽ tỉnh lại mà. Cố lên! Bối bối, ngày mai trăm sự nhờ cậu đấy. Yên tâm đi, để tớ lo. Không thành công thì cũng thành nhân. Chúng ta chắc chắn làm được. Ừ. Cảm ơn các cậu. Hy vọng càng nhiều, thất vọng càng nhiều. Cố lên! Tagore từng nói, công việc của hoa là ngọt ngào, công việc của quả là quý báu. Hãy để chúng ta làm công việc của lá đi, vì lá luôn khiêm tốn. Thả bóng râm xuống. Tôi cũng là một phiến lá xanh bình thường, tuy bình thường nhưng không hối tiếc, tuy bình thường nhưng không vụ lợi. Cảm ơn. Tôi luôn xem xét trách nhiệm và vai trò giáo viên của mình. Tôi luôn nghĩ rằng một giáo viên ưu tú phải có đất nước và dân tộc trong tim của mình, nhận thức rõ trên vai gánh vác sứ mệnh quốc gia và trách nhiệm xã hội. Vâng, mời giáo viên tiếp theo. Công việc của giáo viên chủ nhiệm lớp 12 là công việc mệt mỏi và nặng nề nhất trong cả 3 năm cấp 3, bởi vì giáo viên phải cùng các em đi qua con đường cạnh tranh khốc liệt, có thể nói là vác gánh nặng trên vai tiến lên phía trước. Năm nay là khóa thứ 3 tôi làm chủ nhiệm lớp 12. Đồng hành cùng các em ấy, bản thân tôi cũng đã trưởng thành lên rất nhiều. Đến tham gia cuộc thi này nhằm để lại một lời giải thích thỏa đáng cho giai đoạn này. Bối bối. Alo. Bối bối à, sao thế? Mời giáo viên tiếp theo. Bệnh viện phụ nữ và trẻ em Hồ Nam. Cô Tô à, em bị ốm rồi, bị ốm rất nặng, thượng thổ hạ tả, có thể là viêm dạ dày cấp tính rồi. Bố mẹ em đều không có ở nhà, em chỉ có một mình, em rất sợ. Bối bối đâu rồi? Ở đâu rồi?
Kia không phải là cô Tô sao? Cô Tô! Đến rồi, đến rồi. Tôi dám cá là hai thầy cô sẽ lập tức làm lành với nhau. Xem đi, đừng có nói nữa. Sao lại là anh chứ? Bối bối đâu? Không nhìn thấy. Hướng Đông Nam! Cô hét cái gì vậy? Tôi lại làm gì rồi à? Anh lại làm gì trong lòng anh không rõ sao? Lại là viêm dạ dày cấp tính. Anh lừa người mà không biết đổi lý do khác sao? Gì chứ? Viêm dạ dày cấp tính gì chứ? Lừa người cái gì? Rốt cuộc cô đang nói gì? Anh nghiện nói dối thì tôi cũng chịu, nhưng mà còn lôi kéo học sinh hùa theo anh để lừa tôi, anh đang làm gì vậy? Anh nghĩ là lừa tôi rất thú vị, rất vui sao? Sao tính khí của cô lại xấu như vậy chứ? Tôi chẳng làm gì cả. Anh im đi. Anh tránh xa tôi ra. Tôi không muốn nhìn thấy anh nữa. Tôi cũng không muốn nhìn thấy cô nữa. Tình hình hiện nay là thế nào đây? Khôn lắm dạy nhiều thôi. Bây giờ chúng ta nên làm gì? Đây là kết quả mà tớ không ngờ tới. Nhưng mà tớ chuẩn bị một phương án khắc phục. Là cái gì? Hoạt động ngoại khóa vào ngày kia. Đại thần của chúng ta đúng là thông minh. Ngày kia chúng ta đi núi Phượng Hoàng, thu thập hiệu ứng âm thanh cho bài học. Lại có rất nhiều học sinh ở đó. Hai người họ không thể cãi nhau, cũng không thể nói đi là đi. Cơ hội tuyệt vời để làm hoa rồi. Bối bối, cậu thông minh thật đó. Kế hoạch này của cậu không thực hiện được. Tại sao vậy? Ai có thể đảm bảo rằng cô Tô chắc chắn sẽ đi chứ? Bạn cùng bạn nói rất đúng. Nếu như cô Tô không đi thì kế hoạch này không thực hiện được. Ừ. Cho nên là chúng ta phải mời cô Tô tham gia trước. Phi Phạm nói rất đúng. Chúng ta có thể mời cô Tô tham gia cùng. Vậy ai trong các cậu đi mời cô Tô? Gì thế? Các cậu làm gì thế? Tớ từ chối. Sao vẫn chưa trả lời tin nhắn của mình? Có phải chị mình giận rồi không? Có cần gọi điện thoại không? Chắc chắn là chị đã rất thất vọng về mình rồi. Chết nè. Anh sao thế? Tôi cũng không biết tại sao nữa. Từ lúc thầy Hướng rời khỏi chung cư này, cơ thể của tôi liền có vấn đề. Ngày nào cũng không thèm ăn, không thèm uống, cả đêm không ngủ được. Hình như tôi bị bệnh rồi. Bệnh rất nặng đó. Cho dù thầy Hướng có hàng ngàn lỗi lầm thì cơ thể của Trần Lục Tam cũng đâu có lỗi đâu. Cô Tô, cô thấy có đúng không? Có bệnh thì đi khám bệnh đi. Tôi khỏi rồi. Kế hoạch hòa giải lần thứ hai cũng thất bại rồi. Kế hoạch khuyên cô Tô thất bại. Xem ra thì tất cả các vấn đề trên thế giới này vẫn phải giải quyết bằng toán học. Sao hôm nay cậu không đi chạy bộ? Hôm nay tập yoga không chạy bộ. Cậu và chủ nhiệm đúng là rất hợp nhau đấy. Đều là những người bị kế hoạch dắt mũi. Dù sao cũng là kế hoạch của riêng mình, còn hơn người bị người khác dắt mũi. Anh không có bị cô Tô dắt mũi đâu. Nằm mơ đi. Em đâu có nói cô Tô. Thanh à, em trai tốt của anh, giúp anh một chuyện đi. Nói đi, cậu nghe ngóng giúp anh buổi thực hành ngoại khóa hôm Chủ nhật. Cô Tô có đi hay không? Cô ấy không phải là giáo viên dạy nhạc, sao phải đi chứ? Âm nhạc và tiếng Anh là người một nhà. Trao đổi khoa học, đạo lý học hỏi người giỏi, cậu có hiểu không? Hơn nữa cô ấy là giáo viên chủ nhiệm liên hợp, phải hiểu biết toàn diện về tình hình học tập của học sinh. Đúng là nói linh tinh, một cách nghiêm túc. Cho nên cuối cùng là anh muốn cô ấy đi hay là không muốn cô ấy đi? Tôi tất nhiên không muốn cô ấy đi rồi. Tôi nhìn thấy cô ấy là khó chịu. Miệng nói một đường, tâm nghĩ một nẻo.
rốt cuộc là cái nào đây? Cái này là chủ nhiệm Tô. Chị gái Kim Chỉ Nam. Không thể nào. Chị gái Kim Chỉ Nam, cái tên quê mùa như thế này sao có thể là chủ nhiệm Tô được? Con gái nhà họ Tô có gì là không thể chứ? Vậy sao? Ừ. Cậu dựa vào đâu mà nói cái tên chị gái Kim Chỉ Nam quê mùa? Người hâm mộ của tôi đều là những người có khiếu thẩm mỹ nhất trên thế giới đó. Không giống như cô Tô đó, quê chết đi được. Thành, rốt cuộc cậu có giúp anh nghe ngóng hay không? Cô ấy nói cô ấy không đi. Sao cậu biết? Em hỏi cô ấy từ lâu rồi. Sao cậu lại hỏi? Bởi vì người muốn kết thúc chiến tranh lạnh nhất là em. Nè cậu nhìn kìa. Phí Tư, trông thầy hướng buồn quá. Người bị cô Tô giáo huấn, làm gì có ai không buồn. Đồng cảm sâu sắc. Nè, không phải cậu phụ trách đi mời cô Tô sao? Đúng đó. Cô ấy nói không tới. Hả? Là cô ấy không tới hay là cậu không nói? Không đi. Nè bối bối, cậu có nói với cô giáo Tô là việc giả bệnh này không liên quan tới thầy Hướng không? Đương nhiên rồi. Tối hôm đó tôi đã mạo hiểm sống chết để nhắn tin WeChat cho cô Tô, đem đầu đuôi câu chuyện giải thích rõ ràng với cô ấy. Khó trách cô ấy không tới. Tại sao? Bây giờ cô Tô không chỉ không muốn gặp thầy Hướng mà còn không muốn gặp cả bọn mình nữa. À đúng rồi sếp Dương, cậu có bị cô Tô mắng không? Tớ ngược lại còn hy vọng cô ấy sẽ mắng tớ. Tại sao chứ? Các cậu có biết phụ nữ khi nào thì sẽ độc ác nhất không? Khi nào? Khi trầm mặc. Trầm mặc đại biểu cho cô ấy đã chết tâm hoàn toàn rồi. Vậy có phải chứng tỏ là cậu vẫn chưa từ bỏ tớ không? Ừ, cố mà trân trọng đi để tớ đốc thúc cậu mỗi ngày. Có lẽ chúng ta và thần tượng cùng bị vào danh sách đen của cô Tô rồi. Tớ chỉ hy vọng thành tích tiếng Anh của tớ không bị liên lụy là được. Chút thành tích đó của tớ thì cũng chẳng ảnh hưởng được gì. Quạt quạt quạt. Thầy Hướng, cái đó em... Thôi 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 thôi, đừng nói xin lỗi với thầy. Lời xin lỗi của em tôi đã nghe chán rồi. Vậy cô Tô đã tha thứ cho thầy chưa? Là tôi chưa tha thứ cho cô ấy. Thầy Hướng, xin lỗi nha. Lại thế rồi. Được rồi, được rồi, được rồi. Cũng không biết cô Tô đang làm gì. Lẽ nào vẫn đang tức giận sao? Thế thì có chút nhỏ mọn quá rồi nhỉ. Ví dụ mình nói với thầy ấy nguyên nhân mà cô Tô không tới không phải là tức giận chuyện quán bar, mà là vì nói chuyện với chủ nhiệm. Như vậy liệu có tốt hơn không? Làm thế nào bây giờ? Hướng Đông Nam đều tại anh hết. Chị tôi còn đặc biệt dặn dò một lần, kết quả bị tôi làm hỏng rồi. Tôi phải ăn nói thế nào với chị tôi đây? Tiêu rồi, tiêu rồi, tiêu rồi. Lần này thì tốt rồi. Trong mắt của chị, tôi là bùn nhão không đắp nổi tường. La 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 la
lỡ mất buổi dạy thử. Ngày hôm đó, đúng thế, đúng thế. Dùng lý do nghe có vẻ quang minh chính đại để không tới giờ thực hành ngoại khóa. Không phải muốn làm chủ nhiệm lớp sao? Thế mà còn không tới giờ thực hành ngoại khóa. Có điều dạy thử này chắc là rất quan trọng với cô ấy nhỉ? Nói thế nào thì cũng là do mình đã bỏ lỡ. Mặc dù là do học sinh sắp xếp, nhưng vẫn là vì mình. Nhưng mà cô ấy vu oan cho mình trước mà. Nói mình khiến người khác thất vọng. Những lời như vậy sao có thể tùy tiện nói ra chứ, đúng không nào? Cứu tôi với, cứu. Thầy Hướng, An Kỳ bị rơi xuống nước rồi. Thầy Hướng, An Kỳ bị rơi xuống nước rồi. Khoa nội trú. Có phải anh ấy đã ra rồi không? Chưa đâu, chưa đâu, cậu nhìn đi. Nhanh 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 nhanh. Xin hỏi sau khi rơi xuống nước Hướng Đông Nam thế nào rồi? Bác sĩ nói thế nào? Có thể cho chúng tôi biết được không? Tình hình rất nghiêm trọng sao? Cảm ơn các vị phóng viên đã quan tâm. Anh Hướng Đông Nam hiện tạm thời không tiếp nhận phỏng vấn. Mời các vị về cho. Có bất kỳ tiến triển nào, tôi sẽ thông báo cho mọi người ngay lập tức. Chúng ta phải tin tưởng bác sĩ, tin tưởng ý chí của anh Hướng Đông Nam. Càng phải tin tưởng, người tốt thì sẽ được đền đáp. Xin lỗi, chúng tôi đã cố gắng hết sức rồi. Các bạn nghe đài thân mến, chúng tôi phát xen vào một tin khẩn cấp. Hướng Đông Nam, ca sĩ giải nghệ, từng sáng tác ca khúc Vàng Cỏ Cây Đều Thú Vị bởi vì cứu học sinh bị đuối nước mà hôn mê bất tỉnh, lúc này đang được cấp cứu tại bệnh viện. Hướng Đông Nam từng là một ca sĩ gây nhiều tranh cãi, hiện nay lãng tử quay đầu quay lại với công việc, trở thành một người giáo viên giàu trách nhiệm. Tại đây sẽ phát bài Cỏ Cây Đều Thú Vị cho các bạn nghe đài, để cầu cho Hướng Đông Nam bình an. Ca tử đừng khóc nữa, hôn mê mà thôi sẽ tỉnh lại mà.